đũa ra hết nè các bạn. Đó, được 2 ngày giờ nó thấm rất là ngon luôn. Mình sẽ cho miếng muối tennin và tí ớt đó các bạn, ớt sa tế và miếng chanh mình sẽ nặn vô nha. Đã ăn được rồi các bạn. Ở đây mình có một ít muối và một ít ớt sa tế, thì các bạn nặn cái miếng chanh này vô nha. Khi mình nặn vô mình quậy tan nó ra nghe các bạn. Dùng một đôi đũa các bạn quậy tan nó ra. Tại cái ớt này mình để trong ngăn mát tủ lạnh nè các bạn, để ra ngoài một tí xíu là nó sẽ bình thường lại nha. Bây giờ thì mình sẽ chấm thử cái phần gà nha các bạn. Đây cái phần gà mình các bạn chấm vào tương. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái này nó vừa ăn các bạn. Chua, chua chua và ngọt ngọt. Nó rất là ngon. Chào tất cả các bạn, đã trở lại với kênh Các Thời Gian. Hôm nay Các Thời Gian mình sẽ chia sẻ các bạn một cái cách làm chân gà xả tắc ha các bạn. Chân gà xả tắc của mình thì ở đây có tầm khoảng nửa cái chân gà, một ít sả, ớt và tỏi, hành tím, củ gừng. Và cái này là trái tắc nha các bạn. Hai trái xoài xanh. Gia vị mình có mắm và đường, bột ngọt, muối, nửa chén nước lọc. Nếu các bạn nào có lá chanh thì mình sẽ cho lá chanh vào cho nó thơm và ngon hơn. Hành thì các bạn ăn nhiều sẽ tăng độ hành lên. Tỏi cũng vậy nha các bạn. Gừng này thì mình làm tầm khoảng 2 miếng như vậy mình đã làm sạch hết rồi các bạn. Chứ gà thì trước khi các bạn mua gì làm sạch sẽ rửa qua muối. Mé trong này nè các bạn nó có dơ mình sẽ dùng một cái kéo hay cái dao cắt bỏ nó đi. Thì ở trong mùa dịch này mình mua không có lá chanh nha các bạn. Nếu như mà nhà các bạn nào có lá chanh thì mình hái vô mình sẽ làm, còn hoặc là hàng xóm có thì các bạn xin. Ở đây dịch bệnh nên hàng xóm mình nó cũng đóng cửa hết trơn các bạn. Bây giờ thì cái chân gà này mình sẽ hướng dẫn các bạn luộc cho nó chín phần chân gà đi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nước mắm sau. Nhưng mà trước khi mình làm cái phần chân gà này á, thì nếu các bạn nào vào bếp á, thì mình sẽ mời các bạn vào bếp làm chung với mình nha. Gia vị này mình chưa làm, mình sẽ đưa qua một bên các bạn. Mình sẽ đặt vào đây một cái tấm thớt. Cái tấm thớt này mình đặt vô để mình chặt cái phần chân gà nha các bạn. Đặt cái chân gà lên đây mình sẽ chặt nó ra làm đôi như vậy nha. Cứ như vậy các bạn chặt hết phần chân gà. Gà mình đã chặt xong rồi các bạn. Giờ thì mình đưa lại gần cái bếp mình nha các bạn nha. Bếp một nồi nước nha các bạn. Cho vào đây một tí xíu bột ngọt và một tí xíu muối. Các bạn thả hai tép sả đập dập và củ hành tím vô. Thì khi thả xong mình sẽ cho phần chân gà vô. Bây giờ thì các bạn luộc chín cái phần chân gà này, chuẩn bị cho mình một thau nước đá lạnh. Chờ luộc cái phần chân gà thì mình chuẩn bị một thau nước đá. Ở đây đá mình đã đập sẵn, các bạn cho nước ngập phần đá này để cho nó lạnh thiệt lạnh nha các bạn. Sau khi đợi cái phần này lạnh thiệt lạnh thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần nước mắm. Một cái nồi nha các bạn. Cho vào đây tầm khoảng một muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng cà phê muối. Khi các bạn nấu mắm lên thì các bạn nên cho muối nó mới đậm cái vị mắm. Đường thì các bạn cho vào đây tầm khoảng 5 muỗng. Dùng cái muỗng canh này nha các bạn, dùng tầm khoảng 5 muỗng. Tùy theo các bạn thích ăn nó ngọt hơn thì các bạn sẽ làm tăng độ đường lên, tại vì mình làm cái phần chân gà nó hơi nhiều quá bạn, và phần tắc xả nữa. Cho vào đây nửa chén nước. Cho hết nửa chén nước mình cho vào đây một chén nước mắm. Bây giờ các bạn cho cái phần nước này các bạn bắt lên bếp và nấu cho nó tan hết cái độ đường với lại muối và bột ngọt ra nghe các bạn. Ra lên thì các bạn quậy cái phần nước mắm của mình nè cho nó tan hết phần đường ra và nó sôi lên nghe các bạn. Mắm của mình nó đã sôi rồi các bạn, hạ đồ lửa nhỏ lại để cho cái phần nước mắm nó hạ xuống ha. Thì khi các bạn cho nó cái nước mắm này không phải là mình nấu để là ăn cơm hay là nấu cái gì mà các bạn phải nấu cho kẹo, mình chỉ nấu cho tan cái đường và bột ngọt muối ra thôi nghe các bạn. Giờ mình tắt ga cho nó hạ xuống, các bạn sẽ vớt hết cái đồ bọt này đi. Đồ mắm nhắc rồi thì mình sẽ kiểm tra cái phần chân gà của mình. Đây các bạn, cái chân gà của mình nè đang cho đồ lửa nhỏ. Các bạn nấu
luộc lên tầm khoảng cỡ 5 phút, không luộc nhiều nha. Khi mình cho sả là nó khử bớt cái mùi tanh nha các bạn, và hành tím. Nếu các bạn là không có sả và hành tím thì các bạn có thể khử bằng hành tây với lại gừng đó các bạn. Thì bây giờ các bạn nấu chừng 5 phút, mình sẽ tắt ga và vớt ra thau đá lạnh nha các bạn. Thau đá lạnh xuống các bạn, thau đá thiệt lạnh, các bạn vớt hết cái phần chân gà mình cho vô. Xong rồi các bạn, cho vào thau đá lạnh ngâm tầm khoảng cỡ 15 phút thì mình sẽ xe qua hướng dẫn các bạn sắc phần sả và phần gừng của mình nha. Phần sả trước nha các bạn. Cái sả này thì các bạn sẽ dùng và sắc xéo như vậy nè. Nếu các bạn nào không thích thì mình sẽ sắc bào ra tròn tròn cũng được, nhưng mà sắc xéo lên thì các bạn nhìn nó đẹp hơn á. Sắc xéo nhưng mà mỏng nha các bạn, đừng sắc dày nha. Sả này mình sắc xong rồi các bạn, cho lên phần cái niêu của mình luôn nha. Thì bây giờ trước khi mình sắc gừng thì mình sẽ bào vỏ hai trái xoài này trước nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục sắc phần gừng. Gừng thì các bạn sắc lát lát này nè các bạn. Sắc xong gừng mình cho vào đây luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ sắc phần hành tím và phần tỏi nha. Tỏi thì các bạn sắc xéo cũng như vậy luôn. Giờ thì sắc tắt nha các bạn. Tắt thì nếu các bạn là thích sắc làm nhỏ hơn thì các bạn sắc, còn mình thì mình sắc làm hai thôi nha các bạn. Xong có phần tắt rồi thì các bạn cũng cho vào đây luôn. Giờ tới hai chiếc xoài các bạn. Lấy phần hột ra. Đã sắc xong nè các bạn. Ớt, hành, tỏi và sả, gừng. Này là xoài non nha các bạn. Tắt. Nếu các bạn nào có cóc nữa thì các bạn cho vô cho nó ngon. Này, mình dùng ít ớt sắc thôi tại vì lỡ con nó ăn nó cay á các bạn. Còn nếu các bạn nào ăn nhiều mình sẽ tăng cái độ ớt lên một tí xíu ha. Giờ cho qua một bên sẽ kiểm tra phần gà các bạn. Gà mình hồi nãy giờ ngâm nước đá tầm khoảng 15 phút rồi nè các bạn, nó đã lạnh đều và giòn cái phần gà nè. Thì giờ mình sẽ xả cái phần nước này ra nha các bạn. Mình đã vớt ra và rửa sạch để ráo nha các bạn. Phần xả rồi mình chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đợi phần nước mắm này thiệt nguội nha các bạn nha. Mình chặt đôi cái phần chân gà rồi. Thì mình đã luộc chín và rửa sạch. Bây giờ các bạn sẽ dùng một cái kéo á, mình sẽ cắt làm đôi ra. Các bạn cắt ra như vậy nè. Thì khi mình làm xả tắc á, nó sẽ thơm hơn và thấm hơn nha các bạn. Còn nếu các bạn nào không thích thì vẫn để như vậy nha. Thì cứ như vậy các bạn cắt ra hết. Nó đã nguội hẳn rồi các bạn. Chân gà cũng đã chẻ xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ trộn nó lên nha các bạn nha. Một cái thau ở đây các bạn. Cho hết phần tắc, sả và ớt của mình gần đồ vô nha các bạn. Thì khi các bạn cho vô rồi thì chân gà mình cũng đã ráo rồi, các bạn cho hết vô luôn. Giờ đã cho vô hết như vậy nè các bạn, mình sẽ dùng nước mắm và đổ lên nha. Cái phần nước mắm hồi nãy của mình đó các bạn, đổ vô. Bây giờ các bạn đổ vô hết rồi thì mình sẽ mang một cái bồ tay. Để khi mình trộn lên cho nó đều quá các bạn. Đây các bạn trộn lên. Nói chung là cái này nó cũng dễ làm các bạn. Nếu các bạn nào ăn ớt nhiều thì các bạn sẽ cho ớt một tí xíu ha. Đây khi các bạn trộn đều lên rồi thì mình sẽ dùng một cái hũ và cho vô nha các bạn. Cái này thì các bạn cho vô vào cái hũ tầm khoảng 2 ngày là mình ăn được. Để trong ngăn lạnh các bạn, còn không thì các bạn để ngoài cũng được. Còn cái này các bạn bảo quản trong ngăn lạnh thì tầm khoảng cỡ được một tuần lễ chứ không được nhiều nha các bạn.
Rồi mình sẽ kiếm một cái hũ và cho vô trong cái hũ. Hồi nãy lại các bạn cho vô cái hũ cũng được, nhưng mà mình bỏ ngoại thau đây để mình trộn nó đều hơn á. Cái hũ này các bạn dùng cái giá ha, để mình múc vô nha. Đặt cái hũ vô đây các bạn. Vô đây mình đặt một cái dĩa ở dưới để cho nó khỏi phải chảy nước ra các bạn. Dùng cái giá các bạn sẽ múc vô. Rồi giờ mình sẽ múc hết vô luôn nha các bạn. Giờ mình múc hết vào trong cái hũ này rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và rửa cho nó sạch cái phần nước mắm, nước đường nữa, dính ra ngoài nha các bạn. Rồi các bạn sẽ để ở ngoài tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ, rồi các bạn đặt vào tủ lạnh 2 ngày là mình sẽ ăn được nha các bạn. Chừng cái ảnh xả tắt của mình nè các bạn. Đó, được 2 ngày này, giờ mình sẽ đổ ra cái thau cho các bạn coi nha. Giờ mình đổ ra nghe các bạn. Đổ ra hết nè các bạn. Đó, được 2 ngày giờ nó thấm rất là ngon luôn. Mình sẽ cho miếng muối, tây ninh và tí ớt đó các bạn. Ớt sa tế và miếng chanh mình sẽ nặn vô nha. Đã ăn được rồi các bạn. Ở đây mình có một ít muối và một ít ớt sa tế thì các bạn nặn cái miếng chanh này vô nha. Khi mình nặn vô mình quậy tan nó ra nghe các bạn. Dùng một đôi đũa các bạn quậy tan nó ra. Tại cái ớt này mình để trong ngăn mát tủ lạnh nè các bạn, để ra ngoài một tí xíu là nó sẽ bình thường lại nha. Bây giờ thì mình sẽ chấm thử cái phần gà nha các bạn. Đây cái phần gà mình, các bạn chấm vào tương. Bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái này nó vừa ăn các bạn, chua, chua chua và ngọt ngọt, nó rất là ngon. Thì phần chân gà xả tắc đó đây mình làm đã xong rồi các bạn, vừa đủ 2 ngày là ăn được rồi. Nếu các bạn nào cảm thấy thích hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Cái cách trộn chân gà xả tắc đơn giản nha các bạn, không mất nhiều thời gian. Thì nếu các bạn nào thích thì mua về làm cho gia đình mình nghe các bạn. Video đến đây đã xong thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.